Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì mình đã tìm được một cái chỗ ở mới này các bạn ơi. Đây là ngôi nhà mà mình thuê để mà ở. Chọn được một cái nhà mình khá là ưng ý luôn. Hồi sớm là mình mới đặt tiền cọc luôn á. Đây là một cái bụi nha đam đó. Mình cũng rất là thích uống nha đam luôn. Đây là bụi nha đam nhưng mà của hàng xóm nha các bạn. Ở đây là trước cửa nhà mình thì có bông nè. Đó, nguyên một cái mặt lộ luôn. Ở chỗ này rất là an ninh luôn á các bạn. Một chợt hai lầu. Và bây giờ mình sẽ đi vô nha. Đây là cửa ngoài trước. Hình như trời cũng sắp chuyển mưa hay gì các bạn ơi. Ở đây cũng có một cái cửa nữa. Ở đó là một cái sọt gác đó mà mình đựng gác. Rồi mình để ngoài đây nè. Rồi xe gác ta lại người ta lấy giống như là ở bên kia vậy đó. Ở ngoài đây khá là rộng luôn. Giờ này á là buổi sáng nên nắng dữ lắm luôn. Trước cửa mình cũng có một cái giò nước nè. Có nước hết trơn luôn á. Cái cửa thứ nhất, đây là cửa thứ hai. Cửa này xài bằng remote nha các bạn. Hả, mở cho chị vô coi. Nhà em hả? Nhà tôi mới hơi đó trời. Cái cửa này xài bằng điện. Rồi thêm một cái cửa trên nó đó các bạn. Cái cửa sắt. Một cái cửa sắt. Thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nhà này có rất là nhiều cửa luôn. Đây là đèn nè. Đó. Khá là rộng luôn á. Là bên trong căn nhà của tụi mình. Ở đây thì có một cái võng và một cái bộ sofa. Thì có rất là nhiều bạn hỏi vì sao quay clip với mình, tại vì nó học á nên nó không có thời gian quay với mình. Bây giờ nó nghỉ hè nè. Hello các bạn đi. Hello. Mai mốt Vy sẽ lên ở chung nhà với mình luôn. Có ngăn nữa, gần tiếng ở với chung với mình luôn các bạn ơi. Hiện tại là mình chưa có xe để mà đi nên mình sẽ đi xe ké cùng tiếng. Đây là một cái bàn hả, cũng bự cho bá luôn rồi, cũng đã lắm luôn á. Nước cam hồi sớm mình mua uống, mình vừa đặt cọc luôn các bạn ơi. Đây là một cái tủ này. Ở bên kia có cái tủ không? Có cái tủ nhưng mà nó nhỏ quá. Đây là ba chậu bông. Bốn chậu hay ba? Một chậu, hai, bốn chậu bông. Đây là một cái sofa rất là rộng luôn. Mai mốt cho mấy đứa ngủ ở dưới đây. Nó giỡn. Đây là té tấm nệm. Tấm nệm này thì chú để lại cho mình có nằm thì nằm. Ở đây có một cái quạt gió nữa nè. Một cái máy lạnh với một cái bức tranh. Hình như nhà này là gần 200 mét vuông á các bạn. Rất là rộng luôn. Ở đây là có một thêm cái cửa nữa, đây là cửa thứ tư nè. Khi mà mình đi vô đây á thì mình sẽ gặp một cái căn bếp. Sau đó sẽ là một cái toilet, để mình mở cửa toilet cho các bạn xem. Nhà này thì có rất là nhiều toilet luôn á. Không, toilet đúng rồi. Đây một cái vòi sen, cái bồn cầu. Ở trong đây thì đựng xà bông các kiểu á các bạn. Đây là một cái lăng bô bô. Có nước sẵn hết trơn luôn. Có điện, có nước sẵn, tụi mình chỉ cần vô và xài thôi à. Ở đây là có cửa rất là rộng luôn á. Ở đây nè. Không có gì trơn á. Mình nữa mình sẽ mua đồ để mà để ở trong á các bạn. Đây cũng có. Đây là một cái bình ga. Mình nghe chú nói là cái bình ga này hết rồi, chừng nữa mình có xài mình đi đổi lại. Ở đây chỉ có xài bếp ga thôi mà chú có xài bếp điện giống như ở trên Sài Gòn. Wow, cũng rộng quá các bạn ơi. Cái ngôi nhà này giống như là cái ngôi nhà ở trên Cao Lãnh mà mình thuê. Mình có ngôi nhà này rộng hơn rất là nhiều, tại vì một chật, hai lầu một chật mà. Đây là chỗ mà mình để chén đúng không? Để chén ăn rửa. Đây là một cái bếp ga. Còn gì nữa? Thì cũng để đồ lặt vặt. Thì ở đây có một cái tủ lạnh rất là to luôn nha các bạn. Đây là cái tủ lạnh này. Đây là bên ngoài để mà tụi mình có phơi đồ. Ở đây có, ở trên đó rất là cao luôn. Ở đây mình có thể trồng hoa được nè. Chỗ này làm để mà trồng bông, trồng hoa đồ. Ở trên kia có một cái cửa sổ. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nha. Đây là khu vực ở ngoài, nhìn vô bên trong rất là đẹp luôn đó. Bây giờ mình sẽ đi vô trong. Phá cửa là giùm chị tiếng.
Nhà này thì cũng rất là rộng luôn các bạn. Bọn mình ở thì vừa đủ luôn á. Ở trên đó là lầu trên, bây giờ mình đi lên chờ anh thôi. Đi lên cầu thang á thì mình sẽ thấy cái cửa này đầu tiên, đây là cửa thứ nhất và bên phòng đó cũng có một cái cửa đó, đó là một cái phòng đó các bạn. Đây là phòng thứ nhất mà bây giờ mình sẽ đi vô. Đây là phòng đầu tiên mình coi á, rất là rộng luôn. Khi mà mình đi vô á thì ở trong đây cũng có một cái cửa như vậy các bạn. Cái bồn nước đó là mình rửa tay sau khi mà mình đi vệ sinh, hay là cái bồn tắm. Có cái cửa không ta? À, có cái cửa tắm. Đây là một cái bồn đây nè. Cái phòng này á thì mình biết chỉ có một cái bồn duy nhất thôi nghe các bạn. Bồn này thì rất là nhỏ luôn, chỉ có một người tắm mới được thôi ạ. Thì phòng này là phòng thứ nhất. Ok các bạn ơi, thì các bạn nhìn thấy dấu chân mình nè. Đó, ở đây cũng có rất là nhiều dấu chân luôn. Tại nãy giờ tụi mình đi ở dưới dơ không rồi đi lên dặm. Nhưng mà xíu nữa tụi mình sẽ lau sạch sẽ hết luôn. Thì ở đây có một cái cục wifi. Nhưng mà wifi này của chủ nhà thì đã cắt lâu lắm rồi. Ở ngoài đây là cái ban công. Đây là ban công của phòng thứ nhất nha các bạn. Đây là cái view rất là đẹp luôn á. Bên đó thì cao hơn, hình như trên đây còn một tầng nữa các bạn ơi. Thì nhìn thấy cái đó thì rất là đẹp luôn á. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cho các bạn xem nha. Ở ngoài đây khá là ồn. Nhưng mà mình nghĩ ở ngoài đây buổi chiều thì rất là mát luôn các bạn ơi. Mình sẽ trồng thêm nhiều cây xanh hơn nữa. Phòng này thì mình sẽ cho một tí với lại Vi ngăn với con cháu mình ở. Nhà mình thì còn một cái phòng trống. Khi nào mình có khách lại thì sẽ ở cái phòng trống. Đây là một cái ghế mình ngồi. Cái ghế này mình thấy rất là thoải mái luôn. Chiều á mà mình nằm á thì nó rất là chill luôn các bạn ơi. Thì cái ghế này mình sẽ đem lên sân thượng để mà để tránh cho nó mát mẻ hơn. Chứ phòng này để cái ghế này thì nó không có hợp lý. Ở đây có rất nhiều công việc. Phòng này rộng cực kỳ luôn các bạn ơi. Rộng lắm, rộng luôn. Khi nào mà tối mình ngủ thì mình sẽ để cái màn này ra nè. Ở đây có một cái lạnh nha. À, một cái đồ móc quần áo nè. Có một cái ổ điện nữa. Nhà này thì chỉ có mấy đứa mình ở thôi à. Còn chị Tiền thì dẫn ở nhà các bạn. Dẫn ở nhà để mà quay clip. Thì nói chung mình với chị Tiền sẽ xa nhau một thời gian. Mình không biết là có gọi là chia tay gọi hay là không. Nhưng mà mình muốn xa chị Tiền một thời gian. Mình không có muốn ở chung hai đứa cãi nhau hoài các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Mình sẽ đi review tiếp các bạn xem nha. Đây là một cái căn phòng đầu tiên và phòng này rất là rộng. Bây giờ mình sẽ tắt đèn cho đỡ hàng điện nè. Ngay cái chỗ này thì mình có thể để một cái bàn làm việc cũng được nữa. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ không để bàn ở đây đâu. Tại vì nó không có ánh sáng mà mình làm á. Nó không có hiệu quả. Đây là phòng thứ hai. Phòng thứ hai thì nó nhỏ. Ở đây có một cái màn. Sẽ ổn liền luôn á. Là cái màn thì đây là phòng khách này các bạn, phòng dư nè, đó phòng này phòng dư. Ở chỗ này á mình sẽ để một cái sào đồ để mà thấy đồ. Còn bên đó là mình sẽ đặt một cái tấm nệm để mà nằm nệm nha các bạn. Muốn máy lạnh thì nằm nệm chứ không có nằm chiếu. Đây là một cái toilet. Ở đây mình cũng có thể để dép được luôn á, để dép theo khi mình đi toilet. Có đèn. Là toilet thứ hai, toilet thứ ba chứ. Ở dưới đầu tiên có một cái toilet, từ phòng từ phòng có một cái toilet. Rửa tay. Nhìn thấy mình trong gương luôn kìa các bạn ơi. Mặt mình nó hơi phờ phạc xíu, tại vì không làm ăn uống gì hết đó.
nên là cái kệ hay là cái gì tí kệ, cái kệ đó mà mình đựng xà bông nè, rồi vệ sinh được cái thứ á, thì mình sẽ để ở đây. Đây là một cái giòi sen, ở ngoài đây thì không biết có mở được đâu, hình như là mở được đó, mở có ánh sáng đó các bạn. Tắm nhà tắm thì phải có ánh sáng nó mới tốt. Rồi bây giờ đi ra làm cái bồn cầu. Đây là phần thứ hai, tắt đèn luôn. Đây là lầu 2 các bạn ơi, lầu 2 cũng như là lầu cuối cùng luôn á. Đây có một phòng, phòng 2, đây là phòng thứ 3. Và ở ngoài đây có một cái sân thượng rất là đẹp. Giờ mình sẽ đi review cho các bạn xem. Trước khi mà review sân thượng á, thì mình sẽ đi vô phòng trước, tại vì phòng này khá là đẹp luôn. Cái phòng này cũng giống như là phòng thứ 2 thôi, nhưng mà nó đẹp á, là đẹp cái ngoài sân thượng các bạn. Cái cửa này cũng giống như là cửa phòng thứ hai. Cái phòng này cũng rất là rộng luôn á. Có một chỗ để mà để đồ, trên bên trên là máy lạnh. Ở đây cũng có một cái toilet. Nó cũng y chang phòng thứ hai luôn. Nên mình sẽ không có review cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ ra đây để mà review cái sân thượng. Chỗ này thì không biết là để cái gì đâu, nhưng mà phần nữa mình sẽ để những cái dụng cụ của mình, những đồ đạc của mình á. Bây giờ mình có cái rổ mà hút ánh sáng xuống các bạn. Ở nhà là phải có ánh sáng đầy đủ nên người ta làm như thế này, người ta thiết kế. Bên đây cái này giống như là một cái chỗ mà để máy tính nè. Ở ngoài đây là một cái sân thượng. Chưa đưa cho mình chìa khóa ngoài đây nha các bạn, nên mình không có ra được. Mình chỉ ra được cái cửa này thôi. Nhà này á, mình tính sơ đâu tầm 8-9 cửa luôn, rất là nhiều cửa luôn các bạn ơi. Từng cửa toilet nè, cửa nhà nè, nói chung là rất là nhiều luôn á. Đây có một cửa nè. Ở ngoài đó thì mình dùng để mà phơi quần áo á. Bây giờ mình đi vô. Xin lỗi cho tiếng phá các bạn ơi. Thì đây là ngôi nhà thứ hai mà mình thuê. Thì nói chung là nó cũng hơi mắc á, nhưng mà chỗ như thế này rất là rộng rãi, rất là thoải mái để mà tụi mình ở. Ở đây có một cái cầu thang. Nhà thì cái sàn nhà rất là dơ luôn các bạn. Mình thì tự dọn dẹp. Ok các bạn ơi, đây là toàn bộ ngôi nhà của mình. Thì mình cũng thấy rất là đẹp, rất là hợp lý với mình luôn á. Giá cả thì cũng khá là mắc luôn. Thì ngôi nhà này tụi mình ở rất là đủ luôn á các bạn ơi. Lâu lâu thì có mẹ mình lên, mẹ ba mình lên cũng có chỗ ở cho mình ở. Chứ nếu mà lên không có chỗ ở, ở thì cũng đi khách sạn nữa. Nói chung ngôi nhà này mình thuê để mà làm YouTube nè, làm việc nè, nói chung là làm rất là nhiều thứ luôn, nên mình mới hơn cái ngôi nhà này rộng như thế này. Chủ yếu cho Tiến là mấy đứa ở chung với mình nữa các bạn ơi. Bữa nay thì mình sẽ dọn dẹp cho sạch sẽ hết. Rồi ngày mai mình bắt đầu đi mua mì gói nè, đi mua gạo nè, đi mua nồi chén. Mỗi lần dọn nhà thì rất là cực luôn. Cả năm nay rồi đó mình mới dọn tới nhà mới đó mà ở. Đối với mình một năm qua rất là nhiều thứ xảy ra. Rất là nhiều thứ xảy ra luôn á. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm gì, cố gắng làm thật là nhiều video hay cho bạn xem. Ở đó có một cái đèn đó. Nhà này có nhiều đèn với lại nhiều cửa. Đèn nó để mình thấy đường đi cầu thang đó chị. Đúng là nhà rộng hả? Chú chủ nhà nó rất là dễ với mình luôn, nhưng mà cô chủ thì hơi khó. Nhưng mà vợ của chú rất là khó, khó cực kỳ. Bây giờ mình sẽ xuống trước.
đây cũng có một cái sỏi đá nè. Hôm nay mình sẽ để đạn lên đó các bạn. Đạn á, các bạn biết đạn không? Hồi đó mình bắn bi á đó. Đó, đạn mình sẽ để đây rất là đẹp luôn. Rộng quá thì rộng luôn. Cực kỳ rộng luôn, bây giờ mình đi ra nhà trước nè. Hôm nay mình chủ yếu là mới dọn tới đây thôi các bạn, chứ mình chưa có dọn dẹp gì hết á. Tầm ngày mai mình sẽ dọn lên đây ở luôn, chính thức là ngày mai. Bởi vì mình đi coi thầy á thì người ta nói là ngày mai dọn là ở mà tốt nhất. Ngày mai là mùng 6, hôm nay là mùng 5 nên nó kỵ. Đây là cái sofa.